Chào mừng các bạn đến với kênh TienMobile, kênh chia sẻ ứng dụng, trò chơi, thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhấn vào cái chuông sát bên để nhận các thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các em đã quay trở lại với cái channel của mình ha. Và trong video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các em một cái launcher. Và cái launcher lần này mình sẽ dành cho những anh em có những cái điện thoại có cấu hình yếu. Hay nói cách khác là cái launcher này được sinh ra cho những cái điện thoại có cấu hình yếu ha. Và đây cái launcher mà mình chia sẻ có tên là No Launcher. Các em cũng sẽ gặp thường trên CH Play rồi. Dung lượng của nó rất là thấp luôn, cực kỳ là thấp luôn. Và các em sẽ rất ngạc nhiên khi dung lượng của nó chỉ khoảng là 20 KB thôi. Chưa đến 100 KB nữa, rất là nhẹ. Mình sẽ cài thử cái launcher này cho các em xem nó hoạt động như thế nào. Và thực sự thì mà nói nó rất là đơn giản. Cái màn hình của mình nó sẽ không có cầu kỳ chỉnh chu gì. Link tải cái launcher No Launcher này mình có để trong phần bình luận game bên dưới video. Các em tải thông qua cái link mình chia sẻ ha. Cái launcher này được mod rồi, xóa quảng cáo và cũng như là không có tốn tiền gì hết. Tất cả những ứng dụng mà các em tải trên kênh của mình hoàn toàn là miễn phí ha, không quảng cáo luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cài đặt cái No Launcher này, nhấn vào cài đặt ha. Rất là nhẹ nên cài đặt cũng khá là nhanh thôi, không có mất quá nhiều thời gian đâu. Xong rồi, rồi thoát ra luôn. Rồi do máy mình là cái máy Huawei nên bây giờ mình sẽ thiết lập cài launcher là bằng cách mình sẽ vào trong cái phần cài đặt. Rồi mình sẽ kéo xuống phần ứng dụng đây. Rồi mình sẽ chọn ứng dụng mặc định ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn vào trình khởi chạy và mình chọn No Launcher. Còn những anh em nào sử dụng như là máy Samsung hoặc là máy Vivo, Oppo thì cái cách cài khác ha, các em có thể mò để cài đặt cái launcher này cho nó thành mặc định. Ở đây mình sẽ dùng No Launcher ha. Rồi mình chọn thay đổi rồi quay trở lại. Rồi chúng ta sẽ có một cái giao diện launcher nó sẽ như thế này thôi, đơn giản. Những cái máy yếu mà khi mà các em cài cái giao diện như thế này nó sẽ rất là mượt, mà nó chỉ là ở dạng danh sách như thế này thôi ha. Giống như là những cái điện thoại nút bấm hồi xưa á, thì đa phần là những cái ứng dụng đã được sắp xếp theo cái dạng list danh sách như thế này để cho các em truy cập vào ứng dụng. Và những cái đa nhiệm trên cái launcher này cũng ok, nó không có khác gì hết. Và các em vẫn có thể sử dụng được điều hướng hoặc là đa nhiệm không nút bấm ở trên đây luôn nhá. Rồi thì quay trở lại với là cái launcher này, các em có thể là mở những ứng dụng trong đây trực tiếp ở trong đây luôn ha, rất là gọn. Đây Facebook nè, rồi Chrome nè, ok. Rồi vào trong cái phần máy tính này, đấy, gọn gàng, nhanh. Các anh em vào trong cái launcher này, các anh em cài game, các anh em sẽ không có bị cái tình trạng giật lắc nhiều do cái launcher này nó không có ngốn RAM của máy. Nó rất là nhẹ, chỉ khoảng 20 KB thôi. Nên RAM trên những cái điện thoại yếu nó sẽ có nhiều cái không gian hơn để nó chạy tác vụ đa nhiệm. Rồi anh em nào mà sử dụng những cái máy yếu cấu hình thấp thì các em hãy thử tải cái launcher này cài vào trong máy và trải nghiệm xem nó có cải thiện được cái phần nào cái tình trạng là bị văng game hoặc bị lắc máy hay không. Và thậm chí nữa nha, thậm chí là khi mà các em sử dụng cái launcher này sẽ giải quyết cái vấn đề là tiết kiệm pin luôn ha. Thì cái launcher này nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm pin rất là tốt ha. Đơn giản, và mình đánh giá cái launcher này sẽ rất là phù hợp với những cái máy điện thoại có cấu hình yếu. Nó sẽ làm cho máy của các anh em mượt mà hơn, nhanh hơn, cải thiện được tốc độ hơn và hạn chế cái tình trạng giật lắc và tốn pin. Rất là ok. Ứng dụng No Launcher, dung lượng chỉ khoảng 20 KB. Link tải ứng dụng này nhắc lại với anh em một lần nữa là mình có để trong phần bình luận game bên dưới video. Các anh em nhấn vào đó để tải về và trải nghiệm ha. Và nếu như mà các anh em cảm thấy thích cái chia sẻ này thì đừng quên cho video này một like và nhấn subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ săn những cái ứng dụng hay cũng như những cái thủ thuật hay dành cho điện thoại và mình sẽ chia sẻ tiếp cho các em trong những video tiếp theo. Rồi cảm ơn các em đã dành thời gian xem cái video này ha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chia sẻ ở các video tiếp theo ha. Goodbye, chúc các em có một buổi chiều thật là vui vẻ.